Vâng, đây Persia và Alonso, một đội quân đang đặt rất nhiều kỳ vọng trong trận đấu chung kết này. Vâng, một bài Per đột biến, cố gắng lên sớm và chém tốt trong trận này. Vâng, hưu 6 đưa về, thậm chí là 7 hưu 7. Thì việc kích 2 Persia đã xong, thay thêm bãi quả. Vâng, gỗ đầu cũng không phải là quá xa, mình đã linh cảm rằng đây là bài Per đẹp dành cho Alonso. Cần thêm 3 voi cũng như là một bài hưu 6 để sau khi 3 xong ta ăn lấy lực là ok, là ổn là cho bài Per này của Alonso. Vâng, Hoàng Nghi bài cầm Zoma. Vâng, xi măng cũng làm con Roman khác. Vâng, vẫn đang đi dò rồi, còn tiểu trận này và cả mấy kíp. Và mình cái con Max C của anh Hào vẫn đang là một đơn vị quân của chúng ta, vẫn đang cảm thấy nó hơi nhức nhối dành cho những bài mà Hoàng Nghi sợ này khá là cao anh chém thủ hoặc đánh tại nhà đua phát triển, thì Roman thì nó cũng là một quân rất tốt. Và bên kia thì Thành Lắc cũng là người cầm ACG. Như vậy bài T cũng đã có quả. Và chúng ta quay lại Apple của Alonso để xem bài trận này cách Châu ép đời cũng như là Sô Chem. Vâng, 23 dần, 7 phút 12 dành cho bài Apple này. Vâng, vẫn đang trầu hẫu ở nhà bằng khoảng tầm 6 đơn vị dần. Vâng, chờ dắt con voi này về. 4 thêm đơn quả. Vào bên kia thì vào 1 là 7%, toàn là 7-8-6% thôi. Nhưng bên kia có Maxi 7% từ Maxi cũng tương đương cả tầm 4-5% của dân thường. Kata của game thủ 98 đã bánh trâu dân trong trận này, khoảng 26 đồng dân. Và bên kia Persian của game thủ phương Nam cũng là người đời khá khép trận này. Bài xô là bài kích 9. Vâng, thế đang đi lướt qua con giò của mấy vào tầm này thì khả năng cao có con pơ thôi thì mới có giò thời điểm này được. Phương Nam một tình huống chúng ta thấy giò nhưng vẫn chưa biết nhà nào, nhưng mà mình đang dự đang khoảng tầm 99% đã giò của Persian vào 4 game thủ của Phương Nam. Bởi vì thời điểm mà 10 phút 46 giây có giò chạy đi thì có thể là Persian trong map này thôi. Vâng, chính xác là 4 nhưng con giò của 4 vẫn chưa có giáp. Vâng, chưa có giáp mà Alonso đang bỏ qua luôn, vác dân là giữa bàn đổi chăng. Vâng, lên đời thậm chí một 4 này đang là bài mà lên đời sớm hơn cả cầm thủ Alonso. Vâng, sớm hơn chút ít thôi. Hoàng Nghi báo với 3 đang dọc. Vâng, 98 là người cầm Gaza trận này, dâng lờ 26 dân. Vâng, Sô đang ăn bồi hưu mà cạnh trước nhà BL của màu 3. Tiểu bên này vẫn đang khỏe, tạm bài vẫn đang là 27-36. Như vậy màu 5 dâng lờ, Persian đầu cánh. Màu 5 là... không, xin lỗi anh em, vâng chết giờ. Màu 3 dâng lờ, Kata và Per thấy còn một Maxi, một AG vẫn chưa thấy đâu cả. Vâng, một là bài đầu cánh của... không, một là đâu. Một khả năng đầu cánh của Tiểu.
Vâng, còn màu 2 là bài Cian mà Mù Xì Mạng đã thấy. Ở nhà màu 3 cũng là bài mà kiểu dâng lên từ màu 3. Vâng, thậm chí cái bài màu 2 thành lắc dường như có hốc thì phải. Đang bỏ nguyên bãi quả là gần giờ. Vâng, màu 2 là bài có hốc vẫn được Cian khi đang bỏ nguyên bãi quả đang gần giờ. Vâng, máy pơ của Sô xem nào. Sô đang thi đấu sòng phẳng với màu 4 kiếm thủ của Hương Nam giờ này. Tạm lại vẫn giữ cho mình 26. Vâng, Sô đang bắt thêm một tuần nữa gặp dân màu 3 kìa. Thêm một tuần dân nữa của màu 4 này đã phải nằm xuống. Màu 4 Persian đã yếu. Vâng, màu 4 bên này sẽ yếu hơn là Sô. Như tam lai 23 dâng dọc đơn lên cho bài Roma này đang chơi thẳng của nhà U98. Trận này là người Gata dâng lơ. Rồi một là hai giờ đấy rồi, Số đã thấy. Theo tam lai 34 trên 68 đang có tơn đỏ và xi măng. Tơn này thì ở nhà cũng đang bị màu 2 và một chơi vào cái hốc của màu 2 này, nhưng gỗ ngoài vẫn còn và xi măng vẫn đang quản sát những pha vé đang chi chi cổ mạnh ngào, nhưng xi măng vẫn đang thoát qua. Vâng, chi chi đẹp vẩy ra từ mạnh ngào nhưng măng vẫn đang chạy dần rất kheo. Vâng, tếu tam này 38 bắt đầu bắt vào những con nông dân, những bãi gỗ bên ngoài, những bãi gỗ mà cung rồi chúng ta có thể đứng sau rừng và chơi vào. 28 lúc dần từ khe mà chúng ta đang đè. Tham này chúng ta đang nhìn thấy chút kỹ sô này đang làm yếu vào 4. Tếu tham này 42. Tơn này là một tơn mà tếu phải đỡ được nhà. Một tình huống mà lũ quân sẽ giật về, hy vọng nó vẫn sẽ kịp. Vâng, hy vọng nó vẫn sẽ kịp. Ôi, tam 27 như vậy đang cố gắng chọc những con phù màu 4 cho game thủ ăn số khỏe. Còn số tam 29 bóng pha phù đen như vậy vẫn phù được con đặc đài cho màu 4 game thủ Vương Nam và chết thêm khoảng tầm 6 nông dân gỗ bên ngoài nữa. Vâng, đối phương còn lại duy nhất màu 2 thôi. Thế cần thiết mà nếu như căng quá thì giữ tam cũng được. Bởi vì thực ra bên vườn đối phương cũng còn lại màu 2, duy nhất màu 2 thôi. Vâng, tơn này là tơn mà Thế sẽ được nhà cũng như là bắt được quần, nhưng quan trọng đối phương đồng đội chúng ta phải làm được gì vào nhà màu 2 cơ. Còn tham lai vẫn đang đi nhá, tham lai chúng ta vẫn đang đi, đối phương còn lại duy nhất một mình màu 2 kiếm thủ thành lắc lưng gầm mấy tơn này. Thế sẽ người hồi lại thật nhanh bởi vì ruộng nương vẫn đang còn. Vâng, liệu rằng màu 1 có sắp đều chém đây không. Vâng, xi măng tham lai 21 màu 1 và màu 3 vẫn còn tham ba đang là nó đang giữa ba đồ màu 3, em nghĩ là giữa nhà màu 6 và màu 8, giữa nhà Sô và nhà màu 8 là khu màu 3 đang ngồi, bởi dân màu 3 đang di chuyển. Vâng, đây rồi, màu 3 đang quay trở lại bằng những con lạc đà, những pha về rất nhanh. Nhà Sô vẫn đỡ nhà tuần này. Vâng, tham Sô vẫn đang là 35. Vâng, bắt đầu thấy những bóng dân đầu tiên của màu 3 đang di chuyển vào hồi. Vâng, khoảng không trong góc 6 giờ này khu vực mà màu 3 đang ngồi. Đây rồi. Vâng, màu 3 thì Sô giữ quản được. Ai trước ngõ với nhà sinh ấy. Được.
hơn cho con chém về bắt luôn. Có thì cho lên chặt cũng ai cũng tốt. Trên con dốc đi qua nhà chính vào 9 giờ anh Măng ạ. Ra thì mày xi măng em nào. Đấy xi măng thôi. Gặp đấy, xi măng gặp kìa. Xô vào tầng này, cú đuổi Egypt và cú đuổi Zidane đây rồi. Một cái khe chết, không khe chạy nhỏ ngoài này. Chạy đi đâu, tiếp tục đuổi bè cho em thủ Juan Teo. Và vẫn khi tuyệt vời. Một pha bắt sau tầng này chúng ta ốp vào 2 thì khả năng ngoài sẽ hết quân để đỡ nhà. Bằng tầm này thì Pedro Alonso có nhiệm vụ bằng lo quản màu 3. Bằng xô như vậy tham lại sau pha bắt quân thì vẫn đang đối phương chúng ta vẫn đang tạm thời coi là nhỉnh một chút ít thôi. Bằng xô trận này sẽ tìm bằng được màu 3 này và giết. Bằng xi măng 825 một pha đầu quân mà giáp đã là giáp 4. Nhưng dọc đơn của xi măng đang rất nhiều. Bắt thêm được khoảng tầm một đơn vị cùng giờ nữa của Hoài kích công 4. Vâng, Tễu đang ốp vào mặt BBMM. Liệu rằng Măng nhìn thế nhà xem. Mày máy xi măng để xem cho Tễu dễ quan sát hơn. Vâng, Măng đang tới một tình huống mà giữa đằng sau cái quân kia của Tễu vẫn còn quân của Hoài nhá. Và như vậy Mạnh Hào đã đi dài. Một trận đấu chung kết và rất cảm xúc, rất đào tìm. Anh ăn được cái món đâu mà đâu ra. Anh ăn được cái món đâu mà đâu ra. Anh ăn được cái món đâu mà đâu ra. Anh ăn được cái món đâu mà đâu ra. Anh ăn được cái món đâu mà đâu ra. Anh ăn được cái món đâu mà đâu ra.